Tin an ninh trật tự, bị người dân tố cáo thu tiền hợp đồng thuê chợ nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước mà chi tiêu mục đích khác, Nguyễn Văn Quang, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn An Châu và Vi Thị Thắm, kế toán Ủy ban nhân dân thị trấn An Châu, vừa bị công an huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc từ năm 2021 đến năm 2024, bị can Quang ký hợp đồng giao hợp tác xã chợ An Châu tổ chức kinh doanh khai thác và duy trì hoạt động chợ trung tâm huyện Sơn Động. Theo điều khoản hợp đồng, hàng tháng hợp tác xã chợ An Châu phải nộp cho Ủy ban nhân dân thị trấn An Châu 15 triệu đồng để nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Quang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo Vi Thị Thắm thực hiện trái công vụ, không nộp đầy đủ số tiền phí chợ thu được vào ngân sách nhà nước mà giữ lại để sử dụng chi vào các mục đích khác sai quy định, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước số tiền 340 triệu đồng